Ông Tài, quay ông Tài rất số chủ chỗ nào đó này. Đầu tiên nhất. Ba mươi bốn không quý vị? Chút thì bữa nay cũng lại miếu ông Tài Đen và cúng trả lời của chị gái quý vị. Bây giờ miếu ông Tài Đen ở đây là nước ngập dữ lắm rồi nè, quá trời nước ngập luôn rồi quý vị ơi. Nào quý vị, đây miếu ông Tài Đen nè quý vị, nước ngập rồi quý vị ơi, lúc bơi ra rồi. Đây nước ngập rồi. Nước lúc bơi ra rồi quý vị ơi. Đây nước nè. Chút thì bữa nay cũng lại cúng cái trả lời miếu ông Tài Đen. Thì hiện tại thì miếu ông Tài Đen thì nước lên nhiều quá quý vị. À, lên quá nhiều luôn nè. Đang là nước lên nhiều lắm. Thì Thanh đây nước ngập quá anh chị ơi. Thì bữa nay Thanh Trúc lại đây cũng cúng trái cây, cũng có nhờ một chị gái là cho nhờ Thanh Trúc cúng giùm. Đây nước lên quá lên nè quý vị. Trời ơi. Ở đây muốn lúc ông ta. Ông thằng Tài thổ địa đúng rồi chị. Đây nè, quá luôn rồi quý vị ơi. Rồi làm sao? Một con thôi. Cho người ta trúng ra ngay đầu đi. Dạo này thật cực khổ lắm rồi. Ở gần núi Ngũ Hành Sơn đó, người ta quả dữ lắm. Được rồi đó cô ơi, được rồi, mình xin vậy là được rồi. Đầu tiên là con số 5 là 51. Bữa nay nổ đầu 51 là cũng đẹp luôn. Quý vị cô chú coi số nào được thì vớt đi nha. Bữa nay em quay cho mọi người được biết và xin cái lọc cho điều cho cô chú và anh chị luôn. Quý vị lại đây, người ta xin trứng gà để cái nhang lên nha cô chú và anh chị. Ừ, rồi đó, cô gái đi con. Trái đi. Trái trời nổ ngay cái đầu nha, nhịp hai lần cũng được đó. Ngay đầu mới được. Chứ bây giờ là lô là sống không có nổi đâu rồi mấy cô ở đây nè. Lô quấn ngàn hai ngàn chứ đầu quấn 100 200 dám chơi. Đi lên nha mấy cái số trúng mà không lên cho anh ta có mua. Không chịu lên đâu, ai xin 18 nó không chịu lên đâu. Kìa mua kìa, làm gì? Nhịp hai lần luôn đi ông Tài ơi. Ông Tài đang linh thiêng thì nhịp hai lần ngay con số nào hay là gớt xuống để cho cô này để có cái tài lộc bữa nay để có một mà nổ cái đầu đi. Cô chịu nổ cái đầu ha. Rồi. Vô cái đầu đi. Nhất tâm đầu. Cô bây giờ là nhất tâm niệm Phật đi sẽ được nhiều ý muốn. Rồi. Ngay nghe không? Ngay. Nhịp đi ông Tài. Tài linh thiêng nhịp đi. Lẽ này ra hàng một thôi. Bây giờ ngay hàng một là cô bữa nay giờ mình đăng luôn đi. Đăng nhiều tiền không có đứt rồi bà hai. Số 5. Mọi người rồi, nhịp đó là số 5 rồi đó cô. Bây giờ quay lại nha. Cái này tùy duyên đi ông Tài, cho số nào thì nổ ra một cái bực đi. Đã có linh thiêng thì cho con để cây nhang quay một vòng, bất kỳ vòng nào nhịp hai lần cũng được nha ông Tài. Mô Phật, quay đi ông Tài. Quay ông Tài ơi, nhịp lên ông Tài.
nhịp đâu sao ơi, nhịp lúc đứt hết mạng rồi. Nay xin số mà nước nhập đâu quý vị ơi nè. Đó. Rồi ngay số 3 rồi, để thêm chút dựng lại ngay chính số 3. Đây là xin là để cho cái tài lộc cho quý vị nghe quý vị, có gì thì nói em nghe, đừng chữ em nghe. Tùm lum ba thêm chút nước xong quý vị ơi. Đây mặt dạ ông ta có linh thiêng thì quay bất kỳ con số nào quá quay luôn dạ. Và nhịp số 2 lần là cho biết cái sự linh thiêng ông ta. Rồi số 0 nha quý vị. Thanh Trúc xin cho ngài quay bất kỳ số nào, nhịp 2 lần quý vị. Là 05 nghe quý vị. Ờ còn quay quý vị ơi. Rồi. Trứng giữa 03. À 03 30 quý vị. Thì bữa nay thì cô sự mà cũng rất là linh thiêng, thì quý vị người ta lại đây người ta cúng trả lời là cô chú và anh chị thì cũng rất là đông, rất là nhiều. Chắc ông tà đen ở đây linh thiêng lắm. Nước thì đang ngập nè, ngập nè quý vị ơi. Chị bữa nay nước lên nhiều quá hả chị? Ừ. Là lên ngập bữa nay ha, là bữa nay mới bữa nay hay gì? Mới nay à, mới. Trời ơi, nào quý vị. Mới nay đó. Nước thì chắc có lẽ là trong 1-2 ngày nữa chắc có lẽ là nước là ngập ông tà đen luôn nha quý vị. Thì đây nè. Bữa nay là lé đé rồi, ngày mai chắc thể có thể là con nước gầm là có thể là lúc ông tà đen luôn á. Nào quý vị ơi. Dạ. Rồi rồi, thì Thanh Trúc cảm ơn quý. Không xin keo hả? Con 38 gì vậy? 38. 38, 38 nha. Con 38. Rồi. Dạ. Ở đây nước nhiều quá nhiều luôn ta. Ừ, thấy nhiều lắm. Xong ta để cho đây dọn từ sáng giờ đó. Gì hả? Ừ. Nước ngập hồi sáng hôm qua có ngập không chị? Không, hôm qua không có ngập. Mới ngập bữa nay hồi sáng á. Trời ơi. Em thấy nè, em thấy lé đé hết trơn nè. Mới sáng ngập. Trời ơi. Nước ngập. Quá trời nước ngập luôn quý vị ơi. Thì để à bữa nay nước nhiều quá quý vị ơi. Đồ ông tài quen là rất số chủ thế nào đó này. Đầu tiên nhất. Chiều nay nghe gan. Con lọc rồi chiều nay con ngày mai con mua vô mua trả lại cho.
Ngày số 2 đứng này. Đứng lâu rồi. Chờ gì xuống xuống. Đợi tí xíu. Không, 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 không. Bây giờ thấy ông chịu số 2 rồi đó. Bây giờ mình xin lại cái nữa đi. Hai số xin cặp thì xin lại cái nữa đi anh ạ. Nãy giờ ngay số 2 đứng lâu luôn đó. Bây giờ hồi nãy là thấy trước mắt ông chở gì số 0. Đó ha. Số 2 đầu tiên rồi đó. Mình xin lại cái nữa ra ngay số nào đứng nữa là mình chốt ngay số đó đi. Số 2 với phần số kia phải không? Số 2 không, nãy thấy số 2 không. Số 2 thì là số 2 đứng lâu á. Số 2 mình sinh con nữa, hôm nay mình sẽ đựng con rồi đó. Nói giờ quay khơi khơi không, bây giờ ngay số 2 là bây giờ anh để cái đầu nhang ngay số 0 lại. Nói số 2 đó, giờ mình sinh con nữa là anh cặp. Số nào con nữa anh Tài, đậu cho anh em ta ăn cái đi. Nhàn hai lô rồi. Sửa
Để rồi sao? Cho chúng 6 lô vậy đó, sáng giờ mới được có 7-800 ngàn nè. Chị đâu mua chị không có coi chú em. 32 lô thêm cái đuôi nữa là sáng giờ được 700 ngàn mua đồ cúng còn có 300 ngàn. Không cho lô á. Cái miết thằng Hồng chứ bắt đầu. Tối giờ lô chị. Tối. Tại vì bà này nó chơi đóng dính mà anh ghét nó dụ mà nó thằng đó. Anh chỉ nghiên cứu lâu một lúc rồi thằng nào được anh mới mình thấy xem thời gian. Nói chung là mấy người quýnh lớn á, người ta đừng chơi trước đâu, người ta phải tham khảo từ từ. Em có tin không? Em đảo hoài vậy đó. Cô giáo Mỹ Linh 20 mấy ngày mà chị coi có ngày một đài Kiên Giang là chị trúng 29-92 đó rồi. Rồi giống như chị mặc cái này như vậy thôi. Chị còn cái cái này là ông ta này từ đó giờ tự có cục đá này sao có cục đá ngoài địa đế rồi đem ông vô đây lễ mấy ông chủ đất thấy linh quá rồi đem vô đây thờ tới giờ nắng lên tàn luôn cho ông dở luôn bởi vậy ông khiến á chứ ai biết làm rồi nắng gai luôn ừ thấy ngay số 1 á thấy vòng vòng vậy đó 21 của mình vớt lô luôn hôm qua mới đầu 21 hôm qua hả hôm qua mới đầu 21 21 này là 21 nữa là ngày đó không chứ mà bởi vì hai bữa số 1 thì sao nhiều khi gì đó cái này chắc chốt 21 luôn đó. Chắc cứu luôn á ngày đài An Giang nha quý vị. Bữa nay xin cho đài An Giang.